Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Cinex FPT Gaming. Và ở trong video này ấy, thì mình sẽ thực hiện review một chú chuột với mình là Huyền Thoại. Nhưng phiên bản này là phiên bản hoàn toàn mới với một chút xíu thay đổi để dễ tiếp cận với người dùng hơn đến từ Razer. Hãy cùng xem sản phẩm này là gì. Razer DA chắc chắn là một sản phẩm gear huyền thoại, là một chú chuột mà bất kỳ game thủ nào đều mong muốn sở hữu. Tuy nhiên thì chúng ta đang có ở đây là một phiên bản dễ tiếp cận hơn, có tên gọi là Razer DA Essential. Razer đã lược bỏ bớt một số tính năng và cắt giảm về giá. Liệu sau tất cả những thay đổi đó thì phiên bản này còn lại gì sau cơn mưa? Thay đổi đầu tiên ấy, đó chính là về trọng lượng. Thì Essential so với những sản phẩm tiền nhiệm đã nhẹ đi khoảng 10g. Đây là mặc dù là một con số nhỏ nhưng đã đem lại cái cải thiện về tốc độ di chuột cho những game thủ FPS. Như các bạn đang thấy thì ở trên lưng chuột chúng ta không còn nút tùy chỉnh DPI nữa. Thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm bởi vì chúng ta có thể tùy chỉnh DPI ở trong ứng dụng Razer Synapse. Cái điều đáng mừng ấy là form chuột vẫn được giữ nguyên với thiết kế công thái học đặc biệt thuận tiện cho người dùng tay phải. Khác với những phiên bản tiền nhiệm thì ở phiên bản này Essential vẫn có LED ở mặt lưng và nút cuộn chuột. Tuy nhiên thì đây không phải LED Razer Chroma mà chỉ là LED xanh lá cây đặc trưng đến từ Razer. Sau một thời gian mình trải nghiệm ấy, thì cái phần tăng độ bám ở hai bên hông chuột mặc dù chỉ làm từ nhựa nhưng vẫn mang lại trải nghiệm khá tốt. Lật đáy chuột lên, mắt đọc chỉ là mắt 6400 DPI True Speed. Thiết kế fit chuột này giúp mình có trải nghiệm di chuột cao cấp như trên những cái phiên bản đắt tiền hơn. Và tất nhiên là Razer DSD Essential thì vẫn hỗ trợ tùy chỉnh trên ứng dụng Razer Synapse. Chúng ta có thể tùy chỉnh được tất cả là 6 nút gồm có 2 nút chuột trái phải, 2 nút bên hông cùng với nút cuộn chuột để cài macro. Ở phần mục Performance thì chúng ta sẽ tùy chỉnh được gồm có DPI. DPI sẽ chia được làm tối đa 5 mức cùng với chúng ta sẽ set được là mỗi một mức sẽ được DPI bao nhiêu. Ở bên polling rate thì chúng ta sẽ tùy chỉnh được 3 mức là 125, 500 và 1000. Cuối cùng thì ở mục Lighting, mặc dù là Razer DSD Essential thì chỉ có LED màu xanh đặc trưng của Razer nhưng chúng ta vẫn có thể tùy chỉnh được độ sáng cùng với các cái chế độ LED. Nói tóm lại thì Razer DA Essential là một sản phẩm kế thừa sự thành công của những phiên bản trước với mức giá vô cùng dễ tiếp cận. Chúng ta vẫn có form chuột to, thiết kế công thái học phù hợp với những người thuận tay phải cùng với mắt đọc tốt trong tầm giá. Các bạn nghĩ sao về chú chuột này? Hãy comment xuống bên dưới để chúng tôi biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho channel Cinex FPT Gaming ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.